Xin chào các bạn, hiện nay các sản phẩm thiết bị gia dụng thông minh của Xiaomi đều có thể điều khiển và kết nối thông qua Mi Home. Đây là ứng dụng giúp bạn quản lý tất cả các thiết bị nhà thông minh của Xiaomi và các bên thứ ba tương thích. Chỉ cần sở hữu các thiết bị này và kết nối với Mi Home, bạn sẽ không cần phải tự đi đến từng thiết bị để bật tắt, bởi bạn có thể tự bật tắt, điều khiển, ra lệnh, v.v. ngay trên chính điện thoại của mình. Và robot hút bụi cũng vậy. Trong video này, Quỳnh sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các thao tác kết nối robot hút bụi của Xiaomi với các thương hiệu nằm trong hệ sinh thái của họ như là Roborock, Realme, Xiaomi, v.v. Nào, hãy cùng bắt đầu nhé! Đầu tiên để kết nối là bạn cần phải cài đặt ứng dụng Mi Home ở trên điện thoại của mình. Nếu bạn sử dụng iPhone thì vào App Store, còn Android thì vào CH Play, tìm tên ứng dụng và bấm cài đặt. Chờ một lúc thì ứng dụng đã được cài đặt vào máy, lúc này bạn chỉ cần nhấn mở ứng dụng và hoàn tất các yêu cầu khởi đầu như là đồng ý các điều khoản này, cho phép truy cập thiết bị. Đó, bạn chỉ cần nhấn đồng ý là được thôi. Tiếp theo là chọn quốc gia và khu vực, bạn kéo xuống chọn là Việt Nam nha. Nếu sản phẩm của bạn là hàng xách tay hoặc nội địa thì hãy chọn Trung Quốc nhé. Lúc này bạn đã được vào giao diện chính, để tiếp tục sử dụng bạn chọn đăng nhập. Tại đây bạn có thể đăng nhập bằng Facebook hoặc tạo tài khoản mới bằng email hoặc số điện thoại bằng cách nhấn vào tạo tài khoản. Các bước này rất là đơn giản, bạn chỉ cần nhập đúng các yêu cầu của ứng dụng hiện trên màn hình là hoàn thành, sau đó bấm đăng nhập là hoàn tất. Sau khi đăng nhập xong, bạn nhấn vào dấu cộng ở góc phải màn hình để thêm thiết bị. Lúc này ứng dụng sẽ tự động phát hiện các thiết bị ở gần, nếu như mà không có, bạn có thể thêm thủ công bằng cách tìm đúng sản phẩm mình đang dùng. Nhanh hơn thì bạn có thể gõ tên sản phẩm trong khung tìm kiếm, ở đây mình đang dùng Realme Robot Vacuum D9. Ngoài ra thì bạn có thể quét mã QR ở trong sách hướng dẫn sử dụng. Đó, ứng dụng sẽ tự động kết nối đúng với sản phẩm của bạn. Sau đó bạn mở nắp robot hút bụi và kiểm tra đèn tín hiệu Wi-Fi. Ấn và giữ hai nút ở hai bên trong khoảng 10 giây cho đến khi có thông báo đợi kết nối. Tiếp theo, chọn mạng Wi-Fi. Bạn đăng nhập vào Wi-Fi nơi robot đang hoạt động. Lưu ý là thiết bị chỉ hỗ trợ Wi-Fi băng tần 2.4 GHz thôi nha. Kết nối xong, bạn tiếp tục kết nối Wi-Fi của thiết bị. Lúc này ứng dụng sẽ tiến hành kết nối và thông báo kết nối thành công. Bạn nhấn xong. Sau đó ứng dụng sẽ chuyển sang phần chọn phòng. Ở đây mình chọn phòng khách và đặt tên cho thiết bị cùng các tùy chỉnh khác. Bạn có thể để mặc định hoặc là cài đặt tùy theo nhu cầu của mình nha. Đến bước này là bạn đã cài đặt thành công rồi đó. Ứng dụng sẽ chuyển bạn đến giao diện điều khiển. Ở đây bạn có thể thấy là các thông số như khu vực quét, thời gian quét và mức pin của robot. Để robot bắt đầu hoạt động, bạn sẽ nhấn vào nút Play ở giữa màn hình. Ngoài ra, ở trong phần cài đặt làm sạch thì bạn còn có các tùy chỉnh khác như là chế độ làm sạch này, hút bụi, lau nhà hoặc vừa lau vừa hút. Chế độ áp lực hút gồm 4 chế độ, yên tĩnh, tiêu chuẩn, mạnh và tăng áp. Ngoài ra còn có cài đặt mực nước, tùy chỉnh làm sạch và thứ tự làm sạch nữa. Với nhà nhiều tầng, bạn có thể nhấn vào quản lý bản đồ và chọn bản đồ nhiều tầng. Với ứng dụng Mi Home này, bạn có thể tùy chỉnh khu vực dọn dẹp như tường ảo, khu vực cấm và vùng không lau. Để mở rộng nhiều chức năng hơn, bạn sẽ nhấn vào dấu 3 chấm ở góc phải màn hình và chọn phần cài đặt. Tại đây, bạn có thể cài đặt thiết bị như khóa trẻ em không làm phiền, quét dọn theo lịch trình. Ví dụ như mình chọn vào 15 giờ mỗi ngày, đến giờ đó robot sẽ tự động dọn dẹp cho mình. Ngoài ra thì bạn có thể tra cứu lịch sử quét dọn rất là chi tiết luôn, hoặc là tình trạng phụ kiện hoặc tuổi thọ sử dụng của robot và rất nhiều tính năng khác chờ bạn khám phá. Và đó là các bước kết nối và sử dụng cơ bản của robot hút bụi Xiaomi trên ứng dụng Mi Home. Nếu như trong quá trình cài đặt gặp phải bất cứ vấn đề gì thì các bạn cứ comment xuống bên dưới, điện máy xanh sẽ giải đáp cho các bạn nhé. Chúc các bạn thành công. Còn trước khi rời đi thì hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ cho điện máy xanh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!